Chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh Giá Heo Hơi 24 giờ hôm nay. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường giá heo tại Việt Nam. Lời đầu tiên ban biên tập xin gửi đến quý anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công và gặp nhiều may mắn. Nếu như đây là lần đầu tiên anh chị và các bạn đến với kênh này thì rất mong anh chị và các bạn bấm vào nút đăng ký bên dưới để ủng hộ kênh và không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Sau đây là nội dung chi tiết giá heo hơi ngày mùng 4 tháng 6 năm 2024. Có thể nói, giá heo hơi tăng mạnh trở lại đã khiến người nuôi heo vỡ hòa sung sướng vì với mức giá hiện tại, mỗi tạ heo hơi khi xuất chuồng sẽ mang lại mức lợi nhuận khoảng 1 triệu 500 nghìn đồng tại. Chưa hết, nếu duy trì mức giá trên trong thời gian dài mức lợi nhuận của người chăn nuôi sẽ còn tăng lên, bởi giá thức ăn hầu hết đều đã giảm từ 10 đến 20% so với trước. Tuy nhiên, không phải người nuôi heo nào cũng hưởng lợi được từ việc giá heo hơi tăng và đó cũng chính là nỗi buồn của những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ những trang trại đã không đủ sức cầm cự vượt qua giai đoạn giá heo hơi xuống thấp và kéo dài suốt cả năm 2023. Giá heo hơi miền Bắc Theo ghi nhận, hiện nay giá heo hơi miền Bắc đang giữ mức ổn định khá cao. Nhiều nơi vẫn ghi nhận mức giá 70.000 đồng 1 kg, tuy nhiên mức giáo dịch trung toàn miền đang dao động trong khoảng từ 67.000 đến 69.000 đồng 1 kg. Với mức giá như hiện nay thì bà con chăn nuôi đã lãi rất nhiều. Trong đó, mức giá thấp nhất khu vực được ghi nhận tại tỉnh Nam Định với mốc 67.000 đồng 1 kg. Nhìn chung thương lái tại các tỉnh thành còn lại giao dịch heo hơi ổn định trong khoảng 68.000 đến 69.000 đồng chuột kg. Giá heo hơi hiện nay tại miền Bắc đang được thu mua trong khoảng 67.000 đến 69.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi miền Trung, Tây Nguyên Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên cũng có diễn biến chung khá tương đồng, thị trường cũng đang giữ mức ổn định đồng loạt. Mức giá cao nhất khu vực được ghi nhận là 69.000 đồng ruột kg tại nhiều tỉnh thành miền Trung. Khu vực 3 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị và Quảng Nam tiếp giá heo hơi trung mức 66.000 đồng ruột kg. Heo hơi tại các địa phương còn lại được thu mua ổn định trong khoảng 67.000 đến 68.000 đồng ruột kg. Hiện tại, giá heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên trong khoảng 66.000 đến 69.000 đồng ruột kg. Tại thị trường miền Nam, ở khu vực phía Nam, Giá heo hơi đang có mức giá gần như cao nhất đạt mức 70.000 đồng một kg. Tình hình cũng ổn định theo xu hướng chung. Theo đó, các tỉnh Long An, Đồng Tháp, Vĩnh Long và sóc trăng giá heo hơi ở mức cao nhất 70.000 đồng một kg. Thấp hơn một giá là các địa phương gồm Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Vũng Tàu, An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, cà mau, Tiền Giang và trà vinh với mức giá 69.000 đồng chốt kg khảo sát trung giá heo hơi khu vực miền Nam đang dao động trong khoảng 67.000 đến 70.000 đồng một kg. Có thể thấy, nhìn chung giá heo hơi đồng loạt cả ba miền không tăng nhưng vẫn giữ ổn định mức giá rất cao. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành dao động trong khoảng 66.000 đến 70.000 đồng một kg. Theo Tổng cục Thống kê, giá thịt heo tháng 5 tăng 1,94% so với tháng trước do nguồn cung thiếu hụt sau đợt dịch tả heo châu Phi vào cuối năm 2023. Tính đến ngày 24 tháng 5 năm 2024, giá thịt hơi dao động từ 66.000 đến 69.000 đồng một kg, tăng 3.000 đến 5.000 đồng một kg so với tháng trước. Tổng cục thống kê cho biết giá thịt heo tăng do thiếu hụt nguồn cung sau đợt dịch tả heo châu Phi vào cuối năm 2023. Giá heo hơi tăng, người chăn nuôi cắt lỗ và bắt đầu có lãi. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định, người chăn nuôi vẫn tiềm ẩn nhiều khó khăn khi chưa chủ động được nguồn nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, đầu ra không ổn định. Chăn nuôi quy mô nhỏ lẻ hiện nay vẫn chiếm tỷ lệ cao, chưa đảm bảo an toàn sinh học. Công tác dự báo thị trường cung, cầu, đánh giá, phân tích thị trường lĩnh vực chăn nuôi còn nhiều bất cập. Đà tăng của giá heo hơi chủ yếu được thúc đẩy bởi những hạn chế về nguồn cung và một phần đến từ tâm lý đầu cơ. Trong đó, nguồn cung heo từ khu vực phía Nam đã giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước do không còn tình trạng các hộ chăn nuôi bán tháo đàn heo khi dịch tả lợn châu Phi bùng phát như thường thấy trong năm 2023. Bên cạnh đó, trái với diễn biến thông thường mọi năm, Nguồn cung heo từ Campuchia và Thái Lan vào nước ta đang ở mức thấp kỷ lục. Nguyên nhân chủ yếu do cơ quan chức năng siết chặt kiểm soát đối với hoạt động nhập lậu heo từ Campuchia và Thái Lan cũng như tăng cường các biện pháp kiểm soát an toàn sinh học do Thái Lan ghi nhận dịch nhiệt thán bùng phát trên gia súc. Ngoài ra, đại diện một số doanh nghiệp chia sẻ, mặc dù giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu hiện đã giảm so với giai đoạn trước đây, nhưng chi phí con giống lại tăng vọt dưới tác động của dịch tả lợn châu Phi, khiến tổng thể trung chi phí cho hoạt động chăn nuôi heo ở Việt Nam vẫn neo cao. Theo những người chăn nuôi heo, hiện nay giá thành sản xuất khoảng 50 đến 54.000 đồng một kg heo hơi vào thời điểm xuất chuồng. Với giá bán hiện tại thì khi xuất chuồng, người nuôi có thể lãi từ 15.000 đồng một kg. Tuy nhiên, khi heo đang có giá tốt như hiện nay thì đa số người nuôi heo lại không có heo bán. Ông Nguyễn Chí Công, Chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai cho biết, vài năm trước đây, dịch tả heo châu Phi lan mạnh nhất ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, không đảm bảo việc an toàn sinh học. Tuy nhiên, thời gian qua Bệnh dịch này cũng đã lan mạnh tại cả những trang trại của các doanh nghiệp lớn. Việc giá heo tăng mạnh, nhiều người chăn nuôi cho biết, một phần do quy luật cung cầu. Vào thời điểm giá heo đạt đến đỉnh chưa từng có thì bà con ùn ùn tăng đàn, khiến cho cung vượt cầu, thương lái ép giá, thêm dịch bệnh tác động kéo giá xuống thấp. Trước tình hình thị trường có những chuyển biến tốt, thì nguồn cung chưa hồi phục dẫn đến giá heo tăng lên. Thị trường đang trên đà tăng trưởng tốt so với thời gian trước giá heo gần đây đã tăng liên tục. Qua khảo sát chung nhiều tỉnh thành trên toàn quốc hiện mức giá đang giao động mức cao. Ngay cả các ông lớn trong ngành chăn nuôi đang khẳng định giá heo sẽ tiếp tục trên đà tăng và sẽ sớm cán mốc 70.000 đồng trên kg. Ông Đỗ Xuân Huy, Phó Tổng Giám đốc Công ty Chăn nuôi CP Việt Nam cho biết, do suốt năm 2023, giá heo hơi quá thấp, người chăn nuôi thua lỗ nên đã giảm số lượng lợn nuôi. Điều này dẫn đến sản lượng xuất chuồng hiện nay giảm nhiều, nguồn cung đang thiếu so với nhu cầu. Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai cho biết, Vài năm trước đây, dịch tả heo châu Phi lan mạnh nhất ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, không đảm bảo việc an toàn sinh học. Tuy nhiên, thời gian qua, bệnh dịch này cũng đã lan mạnh tại cả những trang trại của các doanh nghiệp lớn. Trong bối cảnh thiếu hụt nguồn cung hiện nay, các doanh nghiệp đang đẩy mạnh việc tái đàn. Ông Nguyễn Trí Công cho biết các công ty đang đẩy mạnh nhập khẩu heo nái, heo giống từ các nước như Pháp, Canada, Mỹ. Tuy nhiên, phía doanh nghiệp cũng đang tỏ ra khá thận trọng với những diễn biến phức tạp của dịch tả heo châu Phi. Đây cũng là nỗi lo khủng khiếp nhất của người chăn nuôi. Ông Nguyễn Văn Trọng, nguyên phó cục trưởng cục chăn nuôi nhận định, đà tăng của giá heo hơi được hỗ trợ bởi nguồn cung giảm trong khi nhu cầu trong nước tăng lên. Giá heo tăng cao nhưng theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn, người chăn nuôi nên thận trọng tái đàn bởi thời điểm này dịch tả heo châu Phi vẫn đang diễn biến phức tạp. Giá heo đang tiếp tục tăng cao đồng loạt cả ba miền, bà con chăn nuôi vui mừng phấn khởi lãi đậm. Ghi nhận giá cao nhất từ bà con chăn nuôi đạt 72.000 đồng 1 kg. Tuy nhiên số lượng này rất ít chỉ giải rác một số nơi có heo đẹp và giá chỉ nội bộ của khu vực. Giá heo hơi trung bình tiếp tục tăng cao trong tháng trước ở cả ba vùng trên cả nước. Cụ thể giá đã tăng khoảng 1,2 đến 3,2%. Hiện giá heo hơi cả nước giao dịch trong khoảng 65.000 đến 70.000 đồng trên kg. Một số chuyên gia cho rằng giá heo hơi sẽ tiếp tục tăng do nguy cơ dịch bệnh diễn biến phức tạp và nguồn cung thiếu hụt trên thị trường. Khoảng 2 tháng nay, giá lợn hơi đang trên đạt tăng mạnh có thời điểm đạt 70.000 đồng một kg. Đây là điều kiện thuận lợi để nhiều doanh nghiệp, cơ sở chăn nuôi tái đàn. Tuy nhiên, theo thông tin từ Tri Cục Chăn Nuôi và Thú Y, hiện dịch tả heo châu Phi vẫn là mối đe dọa thường trực với người chăn nuôi trong tỉnh. Nguy cơ dịch bệnh xảy ra rất lớn nên việc tái đàn cần phải thận trọng và chỉ nên tái đàn khi thực sự bảo đảm an toàn. Giá heo hơi tăng cao là do nguồn cung giảm, vì thời gian qua dịch tả heo châu Phi gây thiệt hại cho nhiều hộ chăn nuôi, kể cả những công ty chăn nuôi lớn. Cho nên nhiều hộ đã giảm đàn hoặc tạm ngưng chăn nuôi và một số công ty chăn nuôi cũng giảm đàn. Hiện giá heo hơi tăng nhưng chưa có nhiều hộ chăn nuôi dám tăng đàn vì sợ rủi ro về dịch bệnh và giá cả. Người chăn nuôi sợ giá này không giữ được ổn định lâu dài nếu tình trạng nhập lậu heo sống tái diễn và việc nhập khẩu thịt đông lạnh ồ ạt sẽ ảnh hưởng đến giá cả. Để ngành chăn nuôi heo phát triển bền vững, ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai kiến nghị cơ quan chức năng tiếp tục quan tâm, không để tái diễn tình trạng nhập lậu heo sống từ các tỉnh có đường biên giới phía Nam vì nó không chỉ ảnh hưởng đến giá mà còn có nguy cơ phát sinh dịch tả heo châu Phi. Theo ông đoán, chúng ta phải có kế hoạch nhập heo đông lạnh từ một số nước, làm sao cân đối được nhu cầu thị trường. Nếu lơ là việc nhập lậu và nhập khẩu thịt đông lạnh một cách ồ ạt thì chắc chắn chăn nuôi luôn là mối lo. Lúc đó thì người chăn nuôi không thể mạnh dạn tái đàn hoặc tăng đàn vì ngoài vấn đề giá còn có dịch bệnh. Hiện nay, giá heo hơi hơn 70.000 đồng một kg, tăng đến 20.000 đồng một kg so với cùng kỳ năm trước. Với giá này, người chăn nuôi đã có lời. Tuy giá heo hơi tăng cao nhưng nhiều người chăn nuôi ở Đồng Nai chưa mạnh dạn tăng đàn vì lo dịch tả heo châu phi (ASF) và tình trạng nhập khẩu thịt đông lạnh sẽ ảnh hưởng đến giá trong thời gian tới. Nhiều chuyên gia trong ngành chăn nuôi và các ông lớn vẫn đang khẳng định giá heo sẽ còn tiếp tục bật tăng mạnh. Hiện nay mức giá cao nhất đã có mức 68.000 đồng một kg thì giá 70.000 đồng một kg chỉ trong nay mai. Nếu tình trạng thiếu hụt nguồn heo kéo dài do dịch bệnh thì khả năng sẽ tiến mạnh lập đỉnh mốc 75.000 đồng một kg. Giá heo hơi trong nước tiếp tục xu hướng tăng kéo dài từ đầu năm đến nay. Tính đến ngày 15 tháng 5, giá heo hơi tại các tỉnh, thành phố trên cả nước giao dịch chung quanh ngưỡng 62.000 đến 65.000 đồng/kg, nhiều nơi từ 64.000 đến 68.000 đồng/kg, tăng 2.000 đến 46.000 đồng một kg so với cuối tháng 3. Đây đồng thời là mức giá cao nhất trong vòng hơn một năm qua. Theo Bộ Công Thương, tình hình chăn nuôi heo trên cả nước có nhiều khởi sắc hơn so với cùng kỳ năm ngoái do giá bán thịt hơi tăng đều trên cả nước. Tổng số heo của cả nước ước tính đến thời điểm cuối tháng 3 tăng 3,3% so với cùng kỳ năm 2023. Ông Nguyễn Văn Trọng, nguyên Phó cục trưởng Cục Chăn nuôi, nhận định đà tăng của giá heo hơi được hỗ trợ bởi nguồn cung giảm trong khi nhu cầu trong nước tăng lên. Tại miền Trung, với nguồn cung không nhiều cùng việc lưu chuyển heo ra Bắc lẫn vào Nam được duy trì, giá heo có thể tiếp tục tăng nhẹ. Ông Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam cũng nhận định, giá heo thịt thời gian gần đây tăng trở lại cũng là phù hợp với quy luật thị trường. Bởi sau một thời gian dài giá heo bị sụt giảm xuống mức hơn 50.000 đồng một kg heo hơi khiến người chăn nuôi lâm vào cảnh khó khăn, chăn nuôi không có lãi. Đến thời điểm hiện tại giá heo dao động trong khoảng từ 61.000 đến 66.000 đồng là mức giá hợp lý để người chăn nuôi lấy lại thế cân bằng sau thời gian dài chăn nuôi bị thua thiệt. Một chuyên gia nông nghiệp cho biết, giá heo tăng thời gian gần đây do nguồn cung giảm nhiều, các hộ chăn nuôi đơn lẻ dần bỏ chuồng sau nhiều tháng không lãi. Còn với các doanh nghiệp có nhiều trang trại, số lượng đàn lớn thời điểm tới sẽ là khoảng thời gian có lãi, khi giá heo hơi có thể tăng lên mốc 70.000 đồng trên kg. Trước đó, một số doanh nghiệp lớn trong ngành chăn nuôi cũng đoán định giá heo hơi trong các tháng tới có thể tăng tốt, thậm chí đạt bốc trên dưới 70.000 đồng trên kg. Ông Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam cũng nhận định giá heo thịt thời gian gần đây tăng trở lại cũng là phù hợp với quy luật thị trường. Bởi sau một thời gian dài giá heo bị sụt giảm xuống mức hơn 50.000 đồng một kg heo hơi khiến người chăn nuôi lâm vào cảnh khó khăn chăn nuôi không có lãi. Đến thời điểm hiện tại, giá heo dao động trong khoảng từ 62.000 đến 66.000 đồng là mức giá hợp lý để người chăn nuôi lấy lại thế cân bằng sau thời gian dài chăn nuôi bị thua thiệt. Nhiều chuyên gia trong ngành dự báo, với xu hướng như hiện nay, đặc biệt là thị trường tiêu thụ rất mạnh trong khi nguồn cung đang giảm. Điều này khiến giá heo sẽ tiếp tục trên đạt tăng mạnh, với mức giá 64.000 đồng như hiện tại thì lên giá 65 đến 70.000 đồng/kg sẽ chỉ trong nay mai. Bên cạnh đó một điều rất quan trọng khi thời tiết như như hiện nay bà con chăn nuôi cần kiểm soát phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch tả heo châu Phi. Đối với con giống cần đảm bảo đúng chuẩn, đã kiểm dịch rõ ràng tránh trường hợp mua chung giống rẻ kém chất lượng. Thị trường ba miền những ngày qua giá heo liên tục bật tăng, bà con chăn nuôi nắm bắt cơ hội giá tốt nên xuất chuồng khá nhiều dẫn đến tình trạng cung vượt cầu, điều này khiến giá heo trứng lại theo. Tuy nhiên với lượng tiêu thị cũng khá tốt nên hầu hết cả ba miền giá chỉ đứng yên chứ không giảm. Bên cạnh đó giá thức ăn cũng giảm nên đối với bà con chăn nuôi cũng giảm bớt gánh nặng. Các chuyên gia dự kiến sắp tới giá sẽ tiếp tục ổn định và bật tăng thêm. Đáng chú ý, với mức giá khoảng 55.000 đồng một kg, thịt lợn nhập khẩu còn rẻ hơn cả giá thịt lợn hơi xuất chuồng nội địa, 58.000 đến 64.000 đồng một kg. Giá rẻ cùng số lượng thịt nhập khẩu ngày càng tăng dẫn đến tình trạng khó kiểm soát chất lượng. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Trọng, nguyên phó cục trưởng cục chăn nuôi cho biết đà tăng của giá heo hơi được hỗ trợ bởi nguồn cung giảm trong khi nhu cầu trong nước tăng lên. Cục chăn nuôi nhận định, thời gian tới, do nguồn cung nguyên liệu ổn định và giá giảm nên giá thức ăn chăn nuôi thành phẩm trong nước sẽ tiếp tục theo xu hướng giảm. Điều này làm thuận lợi cho bà con chăn nuôi rất nhiều. Vừa rồi là bản cập nhật thông tin chi tiết giá heo hơi ngày mùng 4 tháng 6 năm 2024 được đăng tải trên kênh Giá heo 24 giờ cảm ơn các bạn đã xem video và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo